Tại cuộc họp, Hội đồng Thẩm định đã xem xét cho ý kiến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8 dự án. Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại phường 4, thành phố Đông Hà giai đoạn 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, hạng mục công trình giao thông. Đường vào khu tái định cư Sepu, xã Hưởng Lập. Dự án trồng, sơ chế, chế biến dược liệu gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu hữu cơ An Xuân. Dự án tuyến đường kết nối từ cổng phố trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đổ xe số 01. Dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của công ty cổ phần trang trại Tuấn Lộc Vĩnh Khê. Dự án đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đắk Rông. Công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hà Sĩ Đông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục ra soát các dự án, đảm bảo điều kiện kế hoạch sử dụng đất cũng như các quy định của luật lâm nghiệp và các quy định hướng dẫn liên quan khác theo đúng quy trình, thủ tục. Hướng dẫn đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền trồng rừng thay thế, đảm bảo an ninh trật tự khu vực triển khai dự án. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ, thống nhất số liệu báo cáo, bổ sung báo cáo đánh giá về tác động môi trường theo đúng quy định đối với dự án còn thiếu. Yêu cầu các thành viên hội đồng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để dự án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Kết quả, Hội đồng Thẩm định đã bỏ phiếu kín và thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án trên.